Một thông tin y tế mà nhiều người đang quan tâm đó chính là hàng trăm và cụ thể ở đây là hơn 200 bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc chỉ trong hơn một năm qua. Vâng, học ngành y ra trường được làm việc ở bệnh viện có quy mô lớn nhất cả nước, hạng đặc biệt như Bệnh viện Bạch Mai là ước ao của nhiều người. Tuy nhiên, do đâu mà hàng trăm người đã từ bỏ một công việc tốt đến như vậy? Theo thông tin Bệnh viện Bạch Mai vừa cung cấp cho Chào Buổi Tối, từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến nay, toàn bệnh viện có 221 cán bộ thôi việc và chuyển công tác đến cơ quan khác. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, bệnh viện đã tuyển dụng ký hợp đồng mới với 506 người. Những người được tuyển dụng mới hầu hết có trình độ chuyên môn cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nội trú, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Bệnh viện cũng cho biết, các bác sĩ, cán bộ thôi việc có nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là bệnh viện đang trong giai đoạn bắt đầu tự chủ, gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động. Gặp phải đại dịch Covid-19, bệnh viện đặc biệt khó khăn về tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu của bệnh viện năm 2020 giảm gần 2.000 tỷ đồng so với 2019, tương đương giảm 26%. Điều này khiến thu nhập của cán bộ viên chức của bệnh viện giảm sút rất nhiều so với năm 2019. Và một nguyên nhân nữa được bệnh viện đưa ra đó là trong hơn một năm qua, bệnh viện sắp xếp tổ chức lại bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Những lao động dôi dư không cần thiết thì sẽ chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, một số người cho rằng những nguyên nhân này có vẻ chưa đủ. Việc nhiều nhân viên bác sĩ phải nghỉ việc như vậy có thể còn do cách điều hành của lãnh đạo bệnh viện. Vâng, và cũng theo thông tin chưa chính thức mà phóng viên Chào Buổi Tối nắm được thì con số 200 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã nghỉ việc và những hồ sơ xin nghỉ việc đang chờ có quyết định thì còn nhiều hơn như vậy. Quý vị, thời gian vừa qua do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền nên trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xảy ra tình trạng người dân vô tư lấn chiếm vỉa hè để sản xuất và kinh doanh, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị cũng như là gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh hay là như việc đưa đón con em của phụ huynh học sinh. Phản ánh của khán giả Vinh Quang, số điện thoại 0979 3 số cuối 959. Mời quý vị cùng theo dõi. Ghi nhận tại cổng trường tiểu học Hiến Nam, đường Hải Thượng Lãn Đông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vỉa hè tại đây khá rộng, chừng 7-8 mét. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và quảng cáo Toàn Thư đã chiếm dụng gần như toàn bộ để sản xuất kinh doanh. Điều đáng nói là tại đây hàng ngày số lượng học sinh, phụ huynh đưa đón con em tại đây qua lại rất lớn. Trong khi từng đống hàng hóa sắc nhọn được bày là tràn lan ra vỉa hè, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh phụ huynh. Được biết, tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều năm nay, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của học sinh và phụ huynh nơi đây. Nhiều học sinh khi đi bộ qua đây đã buộc phải đi xuống lòng đường để tránh ngã vấp, dẫm vào các mảnh tôn, đinh sắc nhọn vương vãi của cửa hàng. Thông qua chương trình, rất mong cơ quan chức năng có thẩm quyền thành phố sớm xử lý dứt điểm tình trạng này, trả lại vỉa hè thông thoáng cho các em học sinh, cảnh quan môi trường cho thành phố Hưng Yên. Những ngày này, các phương tiện khi lưu thông qua chân cây cầu vượt Phong Châu, Nha Trang đều rất bức xúc trước tình trạng cây cầu mới này bị các đối tượng xấu bôi bẩn nham nhở, rất phản cảm. Theo tìm hiểu của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914, thì cây cầu vượt Phong Châu nằm trên tuyến đường Phong Châu thuộc phường Phước Long, Nha Trang được xây mới rất đẹp. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, cây cầu này bỗng dưng bị các đối tượng xấu thay nhau vẽ bẩn với rất nhiều hàng chữ lớn vô nghĩa, có hình dạng kỳ dị trên khắp các chân và trụ cầu. Trước tình trạng bôi bẩn cây cầu như trên thì chính quyền địa phương đã cho tiến hành mật phục về đêm để bắt quả tang và xử lý các đối tượng nhằm xử lý răn đe, bảo vệ cảnh quan chung của đô thị. Thưa quý vị, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 4 thì toàn bộ 6 thuyền viên của tàu cá BV94339TS bị nạn đã được tàu cá SAR413 đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu và đại diện chủ tàu tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3, thành phố Vũng Tàu. Trước đó, tàu gặp nạn trong khi đánh bắt cá, trưởng tàu đã phát đi tín hiệu cần hỗ trợ. Ghi nhận của Quang Anh, số điện thoại 0979 3 số cuối 123. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước đó vào khoảng 8 giờ, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam nhận được tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá BV94339TS do ông Văn Đựng làm thuyền trưởng về việc tàu bị phá nước và đang chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 60 hải lý về phía Nam Tây Nam. Trên tàu có 6 thuyền viên, thời tiết khu vực gió Đông Bắc cấp 4-5. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR413 thường trực tại Vũng Tàu, khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ.
khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SIR 413 đã tiếp cận hiện trường bị nạn. Tuy nhiên vào thời điểm này, thông tin liên lạc với tàu bị nạn đã bị gián đoạn. Nhận thấy tính chất khẩn cấp của vụ việc, lực lượng cứu nạn đã liên lạc yêu cầu các tàu cá hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới phối hợp tìm kiếm thuyền viên tàu bị nạn. Kết quả, tàu SIR 413 đã cứu vớt an toàn bộ 6 ngư dân của tàu BV 94339TS, tiến hành chăm sóc sơ cứu y tế ban đầu và đưa tất cả nạn nhân về Vũng Tàu điều trị. Nhờ những tín hiệu tích cực từ công tác phòng chống dịch COVID-19, thời điểm này thị trường du lịch Đà Nẵng đang ấm dần lên. Lượng khách đến tham quan du lịch có dấu hiệu phục hồi khả quan. Hiện ngành du lịch thành phố và các doanh nghiệp đều tung ra các chương trình hấp dẫn để tiếp tục hút khách ngay từ đầu mùa hè, đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp đến. Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hầu hết các doanh nghiệp đều tung ra các chương trình hấp dẫn để thu hút du khách đến tham quan du lịch tại thành phố trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Nổi bật nhất chính là các tour du lịch kích cầu với giá ưu đãi. Theo các doanh nghiệp, hiện nhu cầu đặt tour dịp lễ sắp đến đang rất nhộn nhịp. Với những tín hiệu khả quan này, các doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách đặt tour sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Dấu hiệu khách về dịp Đà Nẵng 30 tháng 4, 1 tháng 5 hiện tại rất là khả quan. Để chuẩn bị cho công tác, chuẩn bị đón khách ngày 30, 1 tháng 5 thì công ty triển khai rất là nhiều sản phẩm, rất là kích cầu với nhiều giá ưu đãi, tặng tour city tour cho khách hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần du khách đến với tất cả ở lưu trú, tất cả ở cơ sở khách sạn ở Đà Nẵng thì khách du khách có thể đăng ký gói city tour đó. Trong khi đó, ghi nhận tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, bên cạnh việc đảm bảo an toàn, các khách sạn cũng tung ra các chương trình hấp dẫn về giá phòng, dịch vụ. Đặc biệt với các chương trình kích cầu hiện tại, du khách đến Đà Nẵng sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp từ các khu nghỉ dưỡng khách sạn 4 đến 5 sao với mức giá hợp lý. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là thời điểm rất quan trọng đối với ngành du lịch, dịch vụ. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng để chào đón khách, cũng như đưa ra các hoạt động để thu hút khách. Ngoài giá phòng tốt thì chúng tôi cũng triển khai các hoạt động như ẩm thực, thể thao, văn hóa. Hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu đặt phòng và chúng tôi tin rằng dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 tỷ lệ lấp đầy sẽ là 100%. Song song với các chương trình hấp dẫn từ các doanh nghiệp, du khách đến Đà Nẵng dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 cũng sẽ có dịp trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn từ chương trình Đà Nẵng về đêm, Đà Nẵng by night dự kiến khai trương vào dịp lễ sắp tới. Nổi bật như chiếu sáng nghệ thuật chủ đề dòng sông ánh sáng hai bên bờ sông Hàn và trên sông Hàn, trải nghiệm tham quan ngắm cảnh thành phố lung linh về đêm trên các tàu du lịch sông Hàn. Các show diễn, chương trình nghệ thuật vào ban đêm tại một số khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố, trải nghiệm hoạt động về đêm tại phố du lịch An Thượng, các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách kỳ nghỉ đáng nhớ khi đến với thành phố biển Đà Nẵng.